Mến chào quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh Yến Nhi Hàng Nhật Bãi. Nay thì em có một cái thùng đồ nghề ạ. Máy bắn bu lông, có võng, bình nước quân đội, sáo, kính lúp, cần câu, ống dòm, nước hoa, bật lửa, bộ trà, bình dưỡng nhiệt, nồi men, bánh xe, gậy người già bằng đồng, cặp chân nến bằng đồng và một số đồ nghề bãi. Thì mọi người xem video thấy món nào mà phù hợp với nhu cầu công việc và giá tiền hợp lý thì mọi người gọi trực tiếp qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo và cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và mọi người nhớ bấm chuông để khi mà em đăng video thì mọi người xem được sớm hơn. Và nay em lên mã Y ạ. Mã Y hôm nay thì em có là một cái thùng đồ nghề đây ạ. Cái thùng đồ nghề này là nó là của Rinta. Hình thức bên ngoài của nó đây thì nó có bị bong tróc cái lớp sơn ạ. Cái này hồi nãy em cân nặng nó là được 4 kg ạ. Và phía dưới thì nó có bị cấn mớp ạ, à. Nó bị cấn thôi chứ nó không có bị lủng ạ, à. Đó, phía bên ngoài của nó đây. Và phía bên trong thì, à, phía bên trong thì còn rất là mới luôn. Đó, cái nào sơn zin của nó luôn. Đó, như nó bị cấn ở góc này thôi nhưng mà mình để ở trong nhà trong mát thì là không có ảnh hưởng gì. Và nó là nó được 3 ngăn, một ngăn là ngăn to và có hai ngăn bé. Thì có hai ngăn bé ở trên thì là có chia chia ngăn ra để mình để những cái đồ nhỏ nè. Thì cái này á, em đo cái chiều dài của nó là được 40 cm và chiều cao là 20 và ngang qua là cũng 20 luôn ạ. Nặng 4 kg. Thì mã Y1 này là em bán 350k. Và em qua Y2 ạ. Y2 ở đây thì em có là cái máy bắn bu lông. Điện là điện 110 ạ, mình phải dùng điện 110 của Meltec. Đây. Cái này là nó còn mới luôn. Cái hộp của nó đây. Đó, cái hộp của nó hình minh họa đây ạ. Đây cái hộp của nó đây. Và nó sẽ cho mình thêm cái đầu là đầu 19 ly và 21 ly ạ. Máy này là máy đầu bắn bu lông 1/2. Đây, điện là điện 100V. Công suất tối đa của nó đây ạ, là 250 niu đây. Nó có để các thông tin trên đây hết. Đó, đầu 12 ly. Đầu không, nó cái khoảng này nó đo ở đây là 12.7 ly đây. Đó, đầu 1/2. Đây, còn mới chưa sử dụng ạ. Công suất của nó là 350W. Đó, công suất là 350W. Có đảo chiều còn mới luôn. Đây là còn mới chưa sử dụng luôn ạ. Và hai cái đầu của nó đây là đầu 19 ly và 21 ly. Đó, thì cái máy này em thanh lý em bán vốn luôn ạ, là 450k Y2 ạ. Và em qua Y3. Y3 thì cái này là em lấy ngoài bãi, em cũng không biết nó là cái gì luôn. Đây. Nó có mấy cái cục này đây. Nó có giấy này. Cái này thì em bán 200k Y3 ạ, 200k. Và em qua Y4. Y4 ở đây thì em có là cái bộ mũi khoan. Em cân nặng tổng thể luôn, luôn cái hộp luôn là 1,3 kg của Toyo đây. Đó. Cái này mũi khoan bên trong đây.
Mũi khoan này là của Nhật, cái này thì mũi to của đây nó có chữ HSS đây ạ. À. Cái này thì người ta có xài qua rồi ạ. À. Nó có xài lướt qua rồi. Lộn xộn ạ. À. Thì một hộp này là em bán 200k. Xài lướt qua rồi nhưng mà còn rất là đẹp luôn. Y4 200k. Và em qua làm Y5 ạ. Y5 là cái bình nước của quân đội. Cái này của Nhật ạ. À. Cái bình này đây, như các anh mình đi làm vườn mình đem theo cũng được, hoặc là đi cắm trại ạ. À. Hình thức là em thấy còn mới. Nó có cái dây đeo luôn. Mình đem mình uống nước, hoặc là các anh cái chú nào mình thích sưu tầm mình sưu tầm cũng được. Đây của Nhật. Đây tem mác của Nhật đây. Chữ Nhật. Nó bằng nhôm ạ. À. Ở bên trong này à, còn mới luôn, mình có thể cho nước vào mình uống được ạ. À. Là mới luôn, như nó có bị những cái vết xây xát nhẹ nhỏ thôi ạ. À. Nó như những cái vết nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà không ảnh hưởng gì. Đó. Dung tích của cái bình này là 1.5 lít ạ. À. Cái này nó rút lại rồi nên em mở ra là phải mở cái dây rút này nới rộng ra thì em mới mở được cái này. Rất là đẹp luôn. Nó chỉ chì xước nhẹ thôi. Bình này là quá trời ok rồi ạ. À. Có cái túi luôn. Em bán là 500k Y5 ạ. À. Bình nước quân đội của Nhật. Và em qua Y6 là cái võng. À, cái võng này đây. Cái võng này khi mà các anh mình xếp gọn rồi là nó như vậy. Đó. Rất là tiện luôn. Em để em đo cái mà mình xếp gọn rồi thì em đo ngang qua thì nó được là 38, còn dài thì nó được là 50 ạ. Đó, như một cái gói nằm rất là tiện. Cái này thì em mở ra để cho các anh các chú mình xem bên trong. Đó, rất là rộng rãi. Cái võng này thì nó có cái lưới mùng luôn để cho mình ngủ luôn ạ. À. Nó không có bị mũi chích như vậy. Đó. Đây. Đó, rồi khi mà các anh các chú mình nằm xong rồi thì mình gấp gọn lại thành một cái túi ạ. À, giống như hồi nãy em đưa lên. Đây, cái này là em mới lấy được hồi sáng luôn đây. Made in USA. Đây. Cái này là còn mới luôn ạ. À. Nó xếp ở trong cái bao như vậy còn mới luôn. À, một cái võng như vậy thì em bán là 220k ạ. À. Y6 220k. Là mình trùm lại mình ngủ luôn, không có sợ bị mũi chích. Đây nó có dây kéo đồ hết luôn. Đó, nó có cái lưới. Cái này mà các anh các chú mình trong vườn hoặc là mình đi phượt, đi du lịch rồi mình đem theo thì rất là tiện luôn, rất là gọn. Không nằm thì mình để như một cái gói như vậy. Đó. Y6 là em bán 220k một cái võng. Và em qua Y7 ạ. Y7 ở đây thì em có là một cái chân máy ảnh. Cái chân máy ảnh này thì nó nặng tổng thể là 2kg. Hay hình thức của nó đây, còn rất là đẹp luôn. Của Nhật ạ. À.
Đây nó có chữ đây. Có chữ dưới đây là Made in Japan ạ. Đây, Made in Japan. Hình thức là còn đẹp. Tem mác là còn đầy đủ luôn. Như nó có những cái vết xước nhẹ thôi, đó, bong tróc cái lớp mạ nhẹ thôi, mà còn rất là mới luôn. Cái này thì em thu gọn là được 60, dài là 1m6, nặng 2kg, em bán là 650k của Nhật. Em qua Y8 ạ. Y8 cây này là của Felbon. Cây này cũng còn mới luôn, chưa sử dụng. Mấy cây này là đều có tay quay hết. Cây này thì thu là 50, dài là cũng 1m6 ạ, em bán 600k. Cây này thì nó có thêm một cái túi. Nó có thêm một cái túi vải phía bên ngoài để ạ. Y8 600k. Cây này cũng còn tem mác luôn đây, cũng còn tem mác của Nhật luôn đây ạ. Đó. Cây chân máy ảnh Felbon. Có đầy đủ luôn. Và em qua Y9. Y9 thì cái này là cái chân để đèn ạ, để đèn LED hoặc là đèn để mình chụp hình đồ thêm đó, cái kiểu chân nó như vậy. Và cái phía trên đây thì có một cái đầu để mình gắn cái đèn lên ạ, trên đây. Đó. Cái này thì nó cũng bằng nhôm. Ba chân thì một cái chân này nó có bị cấn, cái vết cấn như vậy ạ. À. Màu đen. Cái này mình thu lên, mình kéo nó rộng ra, mình chỉnh nó đây ạ. À. Nãy em đo là được đây, được 2 mét ạ. À. Đây, thu là 70 mà nó dài tối đa là được 2 mét. Thì em bán cái cây này là 220k. Cây này là để mình để cái đèn ạ, nó cho sáng thêm lúc livestream hoặc là mình chụp hình rồi ạ. Y9 220, nó cũng có cái túi luôn, cái túi vải luôn. Bị cấn nhẹ chỗ này một xíu. Và em qua Y10. Y10 ở đây thì em có là cái cặp đồng hồ ạ. Một set đồng hồ. Cái set đồng hồ này thì ở đây là em có được 3 đồng hồ nữ và 2 cái đồng hồ điện tử ạ. Cái này thì em không bao sống chết ạ, cái này em không có thời gian để em đi sửa nữa nên em bán luôn ạ. Đó. Về các anh mình đi đến tiệm đồng hồ và mình cho pin vào. Đây, đó, 3 cái đồng hồ nữ. Và 2 cái đồng hồ là đồng hồ điện tử ạ. Đó, mình đến tiệm mình thay pin vào là mình sử dụng thôi. Đó. 2 đồng hồ điện tử của nam và 3 đồng hồ của nữ đây, rất là xinh. Và em bán là 600k, Y10 ạ, 600k. Và em qua Y11. Y11 ở đây thì em có là một cái cây sáo. Cây sáo của Outlet ạ, của Outlet Japan. Cây sáo này là em thấy cái loại này thì là nó hiếm ít gặp đây ạ. Nó nhỏ ạ, nó không nó cũng là 3 khúc luôn nhưng mà nó loại nhỏ này, nó cũng 3 khúc như vậy. Nhưng mà nó loại bé. Đây nó có chữ Japan trên đây. Đó. Outlet. Hình thức thì có bị trầy xước nhẹ thôi ạ. Cũng còn mới, trầy xước nhẹ. Có một cái cây để mình vệ sinh và một cái hộp sáp. Cái cây sáo Outlet này thì em bán là 300k. Bao ngoài là bằng da. Đó, da đây. Phía trong là vải. Em qua Y12, sáo của Yamaha,
hãng Yamaha Japan. Đó, cây này thì loại nó cũng là nó là ba khúc loại to. Nó là màu trắng ạ. Thì hình màu trắng thì hình thức của nó đây, nó có bị trầy xước ạ. Ba khúc mình nói lại, đây nó có chữ Japan và cái logo nội địa Nhật đây ạ. Nó có bị trầy xước cái thân cái cây này đây, đó. Và cũng còn giấy tờ, cũng còn cây vệ sinh và một cái hộp sáp ạ. Một cái hộp sáp của Yamaha. Cái này em cũng bán 300k. Y12 300. Em qua Y13 là cần câu ạ. Cần câu ở đây thì em có là nó có hai nhánh này. Một nhánh là nó là 80. Đó. 80. Thì nói lại thì nó được khoảng 1m6 ạ. Thì cái nhánh nói lại ở đây thì nó có bị gãy ở trên đây. Đó, cái đọt nó có bị gãy chút xíu vậy. Nó có bị gãy ở trên đây vậy. Đọt mỏng. Thì cái này mình khoảng là được 1m6 nó. Mình câu ao gần nhà mình cũng được à. Tem mát là còn luôn. Và nó là carbon luôn ạ. Đó. Đây. Nó có để đây, nếu mà nói lại là nó được 1m65 đây. Đó. Hai carbon. Hình thức thì em thấy cái cần này cũng rất là đẹp, rất là gọn. Em bán cái này thì 250 ạ. Y13 này 250. Em qua Y14. Y14 cái cần này siêu to luôn ạ. Cần này cũng câu mái đây. Siêu to luôn. Đây nó có chữ đây. Cần mái thì nó là của Fuji Japan. Đây nó có mộc chuyện của Nhật luôn. Ồ, nó có mộc của Nhật luôn đây ạ. Cái cần này là của Ryobi. Đây Ryobi. Nó dài là được 4m2. 4m2. Cây của nó đây. Đó, hình thức của nó thì nó có bị trầy xước à, nhưng mà không có bị bể hay là bị dập gì hết, có bị trầy xước do là người trước họ có dùng qua rồi ạ. Cái chỗ này là em đo là được khoảng hơn 3 ly ạ. Chỗ này đây, chỗ tay cầm đây nó rất là to, thì các anh các chú nào mình câu cá to ạ. Đây Ryobi. Thì cần Ryobi này em bán là 380. Y14 380 và nó thu là được 1m. Và em qua Y15. Y15 ở đây thì em cũng có một cái cần. Đây cần này thì dài 2m7, hình thức thì bên ngoài nó có bị trầy xước như vậy. Đó. Bị trầy xước cũng câu mái luôn. Đây, cái mái câu thì cũng của Fuji Japan đây. Chỗ gãy gắn cái máy đây, cái ngọn nó đầu đây ạ. À, cũng bị trầy xước. Cần này thì người trước họ sử dụng rồi, dài 2m7. Cái này em bán 300. Đó, có mộc rồi của Nhật hết đây ạ. À. Y15 là 300, dài 2m7 ạ. Em qua Y16 là một cái kính lúp để hàng ạ. Đây. Đây ạ. Cái này thì cái phần kẹp này thì mình để cái phần mà linh kiện để mình soi đây, mình làm đây ạ. Nó dưới đây thì mình để những cái đồ linh tinh của mình, nhựa thông hoặc là những cái gì nhỏ đó. Rồi cái này thì mình để cái que hàng trên đây. Đó.
cái kính là nhìn rất là rõ luôn. Cái này nhìn qua cam thì nó hơi chói hơn là nếu mà mình nhìn ở ngoài á. Tại vì cái này là nó phải qua cái camera của em nữa nên hơi khó. Cái kính lúp để hàng này thì em bán là 250k Y16 và ở đây thì nó có pin đó ạ. Cái này thì các anh các chú mình cho pin vào đây, hai cục pin vào đây ạ. Nó cho hai cục pin vào đây. Cho hai cục pin vào đây thì mình có đèn ở đây ạ, nó sẽ sáng dưới đây và mình sẽ tiện sử dụng hơn. Đó. Nhìn nó rất là rõ luôn. Đó có nút on off ở đây để mình mở tắt đèn. Hình thức của nó là như vậy, kính là không có bị trầy xước gì hết. Nhìn qua cam, nhìn ở ngoài thì rất là rõ luôn do là qua một cái camera của em nữa. Thì em bán cái này là 250 á. Y16 250k. Và em qua Y17. Y17 ở đây thì em có cái kính lúp xếp à. Cái phía bên màu đen này là nó bằng nhựa. Đây, kính này. Đó. Kính nhìn rất là rõ luôn. Kính này thì em đo qua là nó được 6 cm. Em bán là 250k Y17. Em qua Y18. Cái phần màu đen này là cũng bằng nhựa luôn ạ, nhưng mà cái này là nó có hai kính. Đó. Nó có hai kính. Kính này thì cái đường kính nó qua là 3 cm ạ. Đường kính nó là 3 cm. Kính nhỏ gọn. Em bán 200k. Y18 ạ, 200k. Em qua Y19. Cái kính lúp này thì cái đường kính nó qua là được 7,5 ạ. Kính là không có bị trầy xước gì hết ạ, nhìn rất là rõ luôn. Nó có chữ Japan đây, đó. Hình thức thì cái phía bên ngoài của nó đây nó hơi bị dính cái phần mà kim loại bọc nó đây thì nó hơi bị dính như vậy đây, về các anh các chú mình lau thêm vệ sinh lại ạ. À. Cái kính này thì em bán là 250k Y19 á. Em qua Y20. Y20 thì cái kính này cái đường kính nó qua là cũng 7,5 cm. Thì phía bên ngoài nó mạ vàng như vậy đây. Đó. Cầm rất là nặng tay luôn, nó rất là đẹp. Cái này thì em bán 350k Y20. Em qua Y21 ạ. Y21. Đó. Cái kính này ở đây thì nó có là bị cấn cái góc này một xíu đây, đó. Cấn cái góc này một xíu thôi, kính thì nó không có bị bể gì hết. Và cái tay cầm cái phần nhựa này thì nó cũng hơi, em thấy là nó hơi bị cong nhẹ một xíu thôi, nhưng mà nhìn rất là rõ luôn, nó to, nó nhìn rất là rõ. Bên ngoài là nhìn rất là rõ luôn. Đó. Có chữ Japan đây, Japan. Kính là không có bị bể gì hết ạ. Như cái kính to này thì không có bị bể mẻ góc gì hết, nhưng mà nó có bị trầy xước nhẹ, nhưng mà không có ảnh hưởng gì, nhìn rất là rõ luôn. Em bán là 350k Y21. Và em qua Y22 ạ. Y22 ở đây thì em có làm nước hoa. Nước hoa này hiệu của nó đây, Tom Ford, và cái mùi này là mùi nam nữ đều dùng được ạ. Nhưng mà cái này thì nó nghiêng về nữ hơn ạ, mùi cherry đây, đó, Lord Cherry. Cái này thì dung tích của nó là được 100ml, 100ml.
của Mỹ á, made in USA. Đó. Cái này là còn hộp luôn. Cái này em bán 1 triệu ạ. Y22 1 triệu. Y23. Y23 thì cái này nó là của Chanel ạ, Chanel của nam 100ml. 100ml đây. Đây, made in France của Pháp. Cái mùi này mùi nam tính rất là thơm luôn. Em bán 1 triệu tư ạ, Y23 1 triệu tư. Em qua Y24 cũng là Chanel, Chanel này của nữ N19 ạ. Cái này thì nó có 7.5ml thôi. Nó dạng như cây son ạ, cái này thì các chị, các cô mình đem theo đi du lịch ạ. Đó, nó rất là tiện luôn. Nó dạng như thỏi son, em bán 280, Y24. Em qua Y25. Là một cái chai nước hoa của Versace ạ. Đó, nam luôn ạ. Cái mùi này của nam. Đây. Cái này thì ở đây dung tích của nó là 100ml của Ý. Đây, made in Italy của Ý ạ. Cái chai này thì em bán là 900k. Y25 900. Em qua Y26. Y26 thì cái chai này là của D&G đây. Đó. Cái này nó màu đen nên hơi nhìn hơi khó. Dung tích của nó đâu, dung tích của nó là 125ml ạ. 125ml. Made in UK. Đó, Intensol. Cái này là mùi nam tính luôn ạ. Em bán là 950k, Y26. Em qua Y27. Chai nước hoa này giò của nam. Đó, mùi cũng rất là thơm. À, 100ml, 100ml made in France. Đây ạ, 100ml made in France. Đó, chưa sử dụng luôn. Chai giò này thì em bán 900k, Y27. Em qua Y28 là cái ống dòm ạ. Đây. Cái ống dòm này là cái ống dòm một mắt. Đó. Kính của nó là không có bị bể hay bị trầy xước gì hết ạ. Nhìn rất là rõ luôn. Đó. Hình thức thì đây, hình thức cũng còn rất là đẹp. Đó. Đây. Cái hiệu của nó đây ạ, và cái thông số đây. Cái này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được chiều dài là khoảng 20. Em bán cái này 850k, Y28. Em qua Y29 ạ. Y29 cái ống dòm này hiệu của nó đây, Super Zenith Japan. Cái này 7x18. Đó. Hình thức của nó là còn đẹp ạ, có dây, có cái túi luôn. Thì cái này là hàng là mình em test rồi, nhìn rõ. Và cái này là hàng sưu tầm luôn à. Nó rất là hiếm gặp cái loại như vậy, kiểu nó như vậy đây. Đó. Rất là xinh. Thì em đo nó đây là được khoảng là 6. Ngang qua thì nó được là 9. Cái này em bán là 650k.
vừa nhìn mà vừa sưu tầm luôn, hàng rất là đẹp luôn. Lâu lâu mới có được một cái 650 Y29. Em qua Y30 một cái Nikon. Nikon này là nhìn siêu rõ và nét luôn ạ. À. Đây, Nikon Japan. 8x25 ạ. Water đây, nó có để chữ water, đây là chống nước luôn. Đó. Nếu như trời mưa mình đó, chống được nước mưa, rớt xuống nước chống được nước luôn à, nhưng mà mình hạn chế ạ. À. Mình hạn chế là làm rơi, làm rớt. Thì cái hình thức của cái ống dòm này thì em thấy là còn đẹp. Chỉ tiếc một cái là nó bị mất mấy con ốc chỗ này thôi. Này. Có 4 góc thì nó bị mất 3 góc chỗ này. Nó giống như là có cái nút cao su chụp lại thì nó bị vuột ra, nó kiểu như vậy, nhưng mà khi mình nhìn thì không có ảnh hưởng gì hết ạ. À. Đó, mình cũng không có để ý hung đầu ạ, à. Nó rất là đẹp luôn. Đây, Nikon Japan. Nhìn rất là rõ, siêu nét. Cái dây của nó đây, dây rất là chất lượng luôn. Nikon, cái túi của nó đây ạ. Chiều dài thì em đo là được hơn 10, và ngang thu gọn qua đây thì nó được là hơn 6. Nó cũng rất là gọn luôn. Cái Nikon này em bán là 750k. Đó, nhìn rất là rõ. Do là nó bị mất mấy con ốc rồi nên em bán giá này ạ, 750k. Em qua Y31. Y31 một cái ống dòm mà rất là xinh luôn, màu tím, màu cam của Olympus 8x24 của Nhật luôn ạ. À. Đây, nó có chữ Japan đây. Cái này nhìn rất là rõ luôn, em test rồi luôn ạ. À. Cái này thì các anh các chú mình mua cho các bé, làm quà cho các bé nhà mình, nó rất là thích luôn đây. Đó. Ít khi nào mà em thấy được cái màu như vậy lắm, mà đa số là mấy cái màu như màu xanh hoặc là màu đen là nhiều. Đó. Có dây đầu luôn. Chiều dài ở đây là được 8,5, và em đo ngang qua đây thì được là hơn 10. Cái này em bán là 550k. Y31 ạ, rất là xinh, còn mới luôn ạ. Làm quà tặng. Em qua Y32 là một cái ống dòm của Visen, siêu gọn luôn. Đó, hình thức của nó là màu cái màu này em cũng màu đỏ tím, màu đỏ sao ạ. À. Màu cũng nhu, cũng đẹp ạ. À. Rất là gọn luôn. Kính, phần vật kính, thị kính là không có bị trầy xước gì hết. Đây là để là 6x18 đây, nhìn cũng rất rõ luôn. Cái này em đo cái chiều dài ở đây là 8,2, và ngang qua đây thì nó được khoảng 5,5, rất là gọn. Đó, mình nhìn thì mình chỉnh nó ra như vậy, tầm mắt của mình. Đó, siêu gọn luôn. Có dây đầu luôn ạ. À. Em bán 450k Y32. Em qua Y33. Y33 ở đây thì em có một cái ống dòm hiệu Kenco. Philippines sản xuất qua Nhật ạ. À. Cái này là em bán cái ống dòm thì em tặng luôn cái chân để ống dòm ạ. Thì khi mà các anh mình để tại chỗ mình nhìn, hoặc là mình có thể có dây đeo, mình đeo lên nó mình đem đi cũng được. Nó có cái đế gắn như vậy là của nó luôn. Thì cái này nhìn rõ và xa đây, nó để đây là 20 mà 100x30 luôn ạ. Đó. Cái thông số nó để ở trên đây. Hình thức cái ống dòm là còn rất là đẹp luôn. Đó. Của Philippines đây. Philippines sản xuất qua Nhật. Cái này thì là 3 chức năng à. Nó rất là đẹp. Mình không sử dụng cái cây để cái ống dòm thì mình có thể là mình đeo lên cổ mình thôi. Giống như mấy cái ống dòm kia. Chiều dài mà em đo qua thì nó được là 15 ạ. À. Và ngang qua thì nó được khoảng là 16. Đó, hình thức của nó đây rất là đẹp, còn mới luôn, cái hộp của nó đây ạ. À.
Kenco. Đó, các thông số nè, đây 20, 100 x 30. Đó, cái hộp của nó đây. Nó là nó có 4 cái nấc luôn, 4 cái miếng chụp lại luôn đây. Chụp cái mặt kính của nó lại còn ở trong đây luôn. Đó. Đó, Philippines xuất Nhật đây. Chữ Nhật hết. Cây để mình gắn vào cái đế máy ảnh, đế cái đế mà để mình để cái ống dòm đây ạ. À, nó để nó có hướng dẫn mình đây. Thì em có sẵn cây chân rồi nên em lắp vào luôn đi cùng. Có giấy đồ đầy đủ hết luôn ạ. Đây là cái khăn để lau. Đây, và cái hộp này là để cái chân hồi nãy em lắp vào đây ạ. Đó. Của Philippines, made in Philippines đây. Thì em bán cái ống dòm này dưới cái chân mà mình để ống dòm luôn là 1,8 triệu ạ. Y33 là 1,8 triệu nguyên cái combo luôn, là cùng cái chân luôn. Và cái chân là còn mới luôn ạ. Nó còn rất là đẹp luôn. Đây. Và em qua Y34 là cái bộ trà. Đây, nay em có được 3 bộ trà. Cái bộ trà Y34 thì là hình của chú Tiểu ạ. À, ở đây thì em có là được 10 cái chén trà. Đường kính qua là được 7,5 và chiều cao là được 5,5. Đó. Có 10 chén này. Và nó có luôn thêm một cái bình, cái ấm trà. Hay cái ấm trà này thì rất là to luôn, mọc chuyện nó đây. Đó. Cái ấm này thì người trước họ có xài nước rồi ạ, nên nó hơi bị dính cái nước trà đây, nó dính ở cái phần mà lọc tổ ong. Đó. Họ có xài qua 1-2 lần. Nó hình chú Tiểu. Cái bình này thì nó to lắm ạ, nó tầm là 1 lít luôn ạ. Nó rất là to luôn. Như cái bình này nó cao ở đây là được, nó cao ở đây là 12 ạ. Và cái đường kính miệng nó qua là 11. Đó, rất là to. Thì cái bình trà này em bán là một cái bình trà này dưới 10 cái chén này, 10 cái chén trà này luôn, thì em bán là 1 triệu. Y34 là 1 triệu. Em qua Y35. Cái này là cái bộ đây để mình để rượu đây. Đó. Cái này thì nó tầm dung tích em nghĩ khoảng 300 ml à. Tem mát là nó còn đầy đủ luôn đây. Đó. Cái màu nâu rất là xinh. Cái này thì em đo cái đường kính nó qua đây là 4,5. Và chiều cao của cái chén này là nó được 3,5 ạ. Và cái bình này thì em đo nó cao ở đây thì được khoảng là 11 ạ. Còn mới còn trong hộp luôn. Em bán là 400k Y35. Em qua Y36. Cái bộ trà hình hoa đào ạ, màu xanh. Đó, rất là xinh. À, cái bộ này đây, ở đây thì cái ấm cũng rất là to luôn đây. Đó. Cái ấm này thì cái dung tích nó là tầm khoảng 850 ml luôn ạ. Nó cũng rất là to luôn. Đây, mọc chuyện của nó đây, dưới cái nắp đây ạ. Cái này là còn mới luôn, chưa sử dụng. Màu xanh, hình hoa đào rất là xinh. Cái này thì em đo cái chiều cao của cái ấm trà này thì nó khoảng là 11 ạ. Và đường kính miệng nó qua là 8. Và cái bộ trà này thì nó có 5 chén trà là đều có nắp hết. Đó. Rất là đẹp. Viền vàng. Mộc chuyện ở dưới chén.
Cái chén này thì em đo qua đây là được 8,7 và chiều cao của cái chén này là được 6,3 ạ. Rất là đẹp luôn, mình để ở phòng khách rất là sang. Đó. Thì một set này là gồm có cái ấm trà và 5 cái chén trà và một cái dĩa này, dĩa hình hoa cúc ở dưới đây luôn, thì em bán là 1,3 triệu nguyên set này. 1,3 triệu. Và em qua Y37 là cái ấm trà. Đây. Cái ấm trà này thì một cái màu kem, cái màu trắng ạ. Cái màu trắng mà hình hoa đây, đó. Màu cũng rất là đẹp luôn. Đây, mọc chuyện là nó ở dưới cái phần cái nắp đây. Bình này cũng còn mới luôn, chưa sử dụng. Cái bình này thì cái dung tích nó là tầm khoảng 500 ml ạ. 500 ml. Em đo cái chiều cao của nó là được khoảng 9 cm ạ. Em bán cái bình trà này là 300k, Y37 300k. Em qua Y39, Y38 ạ. Y38 ở đây thì em có cái bộ này cũng rất là xinh luôn, một cái màu màu này, cái hình đây ạ, à. Hình nó vẽ luôn. Cái này làm như họ vẽ tay lên luôn ạ, à. Hình tôm đây, rồi cua đây, cá. Mộc chuyện ở dưới đây, một cái màu rất là đẹp. Phía trong có viền rồi nữa đây ạ, à. Mộc chuyện dưới đây. Em đo chiều cao của cái tách này là được 6,8 và đường kính miệng nó qua là được 7,7 ạ. Cái ấm trà đây. Cái ấm trà này thì dung tích của nó là cũng tầm khoảng 450 đến 500, khoảng 450 đến 500 ml ạ. Nó gọn thôi ạ, cái ấm này nó gọn, tay cầm một bên. Cũng còn mới luôn, chưa sử dụng, lọc trà tổ ong. Đường kính miệng nó qua đây là 7 và chiều cao của nó thì khoảng là 8. Em bộ trà này thì gồm có 5 tách. Rất là đẹp luôn, cái này cảnh nó vẽ đây, nó vẽ bằng tay luôn á. Thấy rất là đẹp luôn, này nó cộm lên luôn ạ. Cái bộ này là một ấm trà 5 chén và cái khay để bằng cái khay để luôn thì em bán là 1,2 triệu ạ. Đó, một cái dĩa để cái bộ trà luôn đó. Còn mới chưa sử dụng. Y38 1,2 triệu. Em qua Y39 là một cái ấm bằng gan ạ. Đó, cái ấm này là cũng còn mới, chưa sử dụng luôn đó, bên trong nó đây. Dung tích của nó là được khoảng 400 ml đổ lại thôi ạ, nó nhỏ thôi đó, nó nhỏ khoảng 350 đến 400 thôi ạ. Đây, có mộc chuyền đầy đủ ở dưới đây. Em bán cái này là 650. Y39. Em qua Y40 ạ. Y40 ở đây thì em có là một cái nồi bằng men. Nồi bằng men, nắp là nắp thủy tinh ạ. Đó, cái nắp thủy tinh. Phía bên trong đây chưa qua sử dụng, một cái màu nâu đen rất là sạch và rất là sang luôn. Cái nồi này thì em nghĩ cái dung tích nó tầm 1,5 lít đổ lại thôi ạ, thì mình cũng nấu canh được hoặc là mình kho cá kho thịt ạ. Mình dùng được bếp ga và bếp từ. Đây, chưa qua sử dụng. Em đo cái đường kính miệng nó là được 21 ạ. Và chiều cao thì được khoảng là 8 cm. Em bán cái nồi này là 680 ạ. Rất là gọn luôn mà rất là xinh, cái màu rất là sạch nữa. 680 Y40. Và em qua Y41 là một cái nồi to hơn. Cái nồi này thì cái nắp này là nó bằng men luôn. Con voi ạ, của Jisoshi. Đây,
Cái này thì màu cam, nó phối màu cam, nồi trắng màu cam chưa qua sử dụng. Cái này thì nó được là 3 lít ạ, 3 lít mốt, đường kính của nó cũng là 20 cm đây, đó. Cái này mình kho thịt hoặc là mình nấu canh thì cái này khoảng 4 người ăn. Em bán cái nồi này 800k, Y41 800k. Cũng còn mới chưa sử dụng luôn. Đó, cái phần đáy nồi đây. Em qua Y42 là cái bình giữ nhiệt ạ. Cái bình giữ nhiệt này của Shizushi Japan luôn ạ. Nó là dạng màu xanh quân đội đây. Nó lại còn mới chưa sử dụng mà. Đây, phía bên trong đây. Nó là inox 316. Dung tích của nó là được 1 lít. Dung tích của cái bình này là 1 lít. Cái này mình để đá hoặc là mình để trà vào đây đó, mình rót ra mình uống. Nó có cái đồ lược phía trong đây. Và có cái ly đây ạ, để mình uống nước. Chiều cao của cái bình này thì nó được khoảng là 24 ạ. Mình đem đi làm, đi học cũng rất là tiện luôn. Y42 này là 250k. Em qua Y43 cũng là một cái bình giữ nhiệt. Cái bình này thì cũng của Shizushi luôn này ạ, Shizushi Japan. Nó là dạng màu đen mà xanh xanh đó. Nó là inox 304. Phía bên trong của nó đây ạ, là đều còn mới chưa sử dụng. Trà vào mình uống ạ. Em bán cái bình này dung tích của nó là được 2 lít 2 ạ. Em bán là 380k. Khi mà mình bể nước thì mình ấn cái nút này, nước nó sẽ đổ chảy ra. Đó. Màu rất là xinh và sạch luôn, đẹp. 380 Y43. Em qua Y44. Y44 là cái cân ạ, cân điện tử. Này, cân này là của Đức ạ, có logo hai hình người đây. Zia Willing Handheld. Cái này thì em cho pin vào rồi, pin này thì là hai cục pin ạ, hai cục pin nhỏ. Cái này nó cân tối đa là được 10 kg. Thì mình nó có chỉnh ở đây là gam, oz, ml, ebot, nhưng mà mình thì mình sử dụng là hay là gam ạ. Và cái này thí dụ như mấy anh mình để gì mà mình quên tắt thì một chút nó cũng tự tắt cho mình luôn. Đó. Cân rất là gọn luôn ạ. Em đo cái chiều cao của nó qua đây là được 17 năm và ngang qua đây thì được là 13,8. Rất là gọn luôn. Thì cân này là em bán 250k. Này như mình muốn tắt liền thì mình đè lâu ạ. À. Mình đè lâu là nó tự tắt. 250k Y44. Em qua Y45 là cái bật lửa ạ. Hình thức của nó đây. Còn đẹp ạ. À. Có chữ Japan ở đây ạ. Đây nó có chữ Japan ở đây đây. Hơi hơi mờ một xíu. Đó, đây em đưa ngay cam đây ạ. Đây nó có chữ Japan đây. Cái này thì mình dùng xăng đá à. Cái này thì mình cho xăng vào đây. Đó, và thay đá rồi là ở đây hết.
chiều dài của nó ở đây là được 13,5. Em bán 1,7 triệu á. Y45 1,7 triệu. Em qua Y46 là bật lửa Zippo của Mỹ. Này là nó còn mới luôn, chưa sử dụng. Zippo made in USA đây. Đó. Y5 màu xanh rất là đẹp luôn. Này là chưa sử dụng đây. Đó. Này em bán 600. Y46 600. Em qua Y47. Y47 cái này cũng bật lửa là xài xăng đá luôn. Cái này là của Mỹ á. Đó. Này cái hãng của nó đây. Đó, Thunder của Mỹ. Cái này là nó bằng đồng luôn ạ. Cái này thì em đo để các anh mình hình dung nó to nó nhỏ như thế nào. Nó cao ở đây là được 4,8 và nó ngang qua đây thì nó được là 4,3. Em bán 600k. Y47 là 600k. Em qua Y48 là cái bật lửa của Mỹ luôn à. Hình cái mấy cái này là hàng người ta xài rồi, hàng mình sưu tầm đây đó, nhưng mà vẫn xài ok à. Ở đây thì hình đồng tiền đây đó, để năm là năm 1977 đó. Đây có chữ ở trên đây, xài xăng đá luôn ạ, bằng đồng. Đó. Cái này thì ở đây là cao được 4,2 và ngang qua đây thì nó được là 2,8. Cái bật lửa đồng tiền này thì rất là ít gặp luôn. Đó. Em bán là 950k Y48. Em qua Y49. Y49 ở đây thì em có là cây kìm đa năng. Này một cây búa, một đầu búa, một đầu lấy đinh, một đầu mỏ lết. Thép là thép không xỉ chalet. Cái đầu vít đây, mấy cái đầu vít mình lấy ra để mình lắp ở trên đây. Cái này là mình để vào cốp xe thì rất là tiện luôn. Đây kìm, đó, kìm. À, bên đây thì nó có dao ạ. Đây cái này thì mình đẩy lên đây thì nó có là cây còi. Ở đây còi và phía trong đây là một cái cốp đồ để mình đánh lửa. Lưỡi cưa, một lưỡi cưa, một lưỡi dao, một cái đồ khui, một cái lưỡi dao bé hơn. Đó. Cái này thì nó là 18 chi tiết ạ, 18 chi tiết. Cái này mình để trong cốp xe thì rất là tiện luôn. Và nó có thêm một cái túi giải cho mình đó. Cái này em bán 380. Y49 là 380. Em qua Y50 là cái bếp ạ. Cái bếp này nó có cái túi vải phía bên ngoài để mình để cho nó rất nó cho nó tiện ạ. Đây. Đó. Đó, mình để cái bếp lên. Cái này thì nó có màu ở đây luôn. Đó. Đây nó có màu ở đây luôn. Hình thức của nó là còn mới, chưa sử dụng ạ. Đây. Của Nhật. Japan. Rất là gọn luôn.
Cái này là mình đem theo đi du lịch đây, mình sử dụng. Cái này em bán 200k. Đó, mình gấp gọn, mình xếp nó theo góc như vậy. Mình để vào cái túi, để vào ba lô rất là tiện. Em bán là 200k Y50 ạ. Đó, chai ga thì mình cho vào đây. Và mình chỉnh lửa ở đây ạ. Đó, chỉnh lửa cộng trừ là ở đây. Mình dùng lửa lớn bé. Y50 200k. Em qua Y51 là cái bình phun sơn ạ. Cái bình này thì cái dung tích nó tầm 250ml ạ. Bình phun sơn nhỏ. Cái này em bán là 200k Y51. Em qua Y52 là cái đầu chia hơi 5. Đó, nó có 5 cái. Em bán 140. Em qua Y53. Đầu chia hơi này 2. Nó có 2. Và cái này là bằng đồng ạ. Đây, phía trong này là bằng đồng luôn. Đó. Này thì em bán 250 ạ. Y53 250 chia 2 bằng đồng. Em qua Y54 ạ. Y54 ở đây thì em có 5 cây dũa, 10 ạ. Một set này là 10. 10 cây dũa. 3 cạnh. Chiều dài ở đây thì nó được là 13 năm. Đó. Nó nhỏ thôi ạ. À. Và cái phần này của nó rất là mịn luôn. Đó. Cái phần răng này của nó rất là mịn. Hay là còn mới luôn, chưa sử dụng. Một set này 10 cây em bán là 100k Y54. Em qua Y55. Y55 ở đây thì em có là một cái cây bấm dây lưng. Mấy cái đầu bấm ở đây đây đều còn rất là đẹp. Đó. Có 6 đầu đều còn đẹp. Cái này em bán là 200k. Y55 200k bấm dây lưng ạ. À. Bấm dây lưng, dây dài. Dây túi xách. Em qua Y56 là một cây kìm bấm chết của Grip đây. Đó, super của Nhật. Cái này thì cái này mình chỉnh ở đây. Chỉnh ở đây và mình chỉnh chỗ này nó có mấy cái nấc ở đây, chỉnh ở đây nữa. Sapan đây. Đó, Sapan. Cái này thì cái phần răng của nó. Phần răng của nó thì nó hơi bị cấn dập một xíu ạ, nhưng mà còn hình thức thì em thấy là còn rất là đẹp. Đây nó bị có những cái vết cấn như vậy. Đây ạ, à, nó có vết cấn như vậy đây. Ở cái góc này nó cũng bị cấn phía ngoài nữa. Đó. Nhưng mà hình thức thì cũng còn đẹp ạ. Xài ok. Đây, em bán là 600k Y56. Cái này thì em đo cái chiều dài của cây này ở đây nó được 22 ạ. Và em qua Y57 là 10 đầu. 10 đầu này là đầu 1/2 ạ. Ở đây thì nó có là 10 đầu là 8, 10, 12, 14, 13, 16, 17, 19, 22 và 24. Đó. Đây, mỗi cái đầu của nó đây, nó đầu 1/2. Đây, đều có chữ thép là thép CRV. 17 ly. Như cái này thì nó là 16 ly. Cái này thì nó là 14 ly đây, đó. Đầu 1/2. 10 cái này thì em bán là 140 Y57 140. Em qua Y58 ạ. À. Y58 ở đây thì em có là một cái cảo
tay chân của Mỹ Bluebond. Cái này thì nó nặng là 1,1 kg, size là size 5 inch, size 5 inch này ạ, 125 mm. Đây Bluebond của Mỹ, thép là thép CRV đó, hình thức là còn mới. Em bán cái cảo này là 280k ạ, Y58 280k, nặng 1,1 kg. Hôm qua Y59 là cái đồ bấm móng của Nhật. Cái này là cái hộp phía bên ngoài nó không có, nó bị trầy đây, nhưng mà nó còn mới luôn à, chưa sử dụng đây, chưa có mở ra luôn. Đó. Cái bấm to. Nó có hình chiếc lá đây, chữ Nhật đây. Made in Japan. Cái loại này to. Cái loại này chiều dài của nó ở đây là được 10. Em bán 100k. Nó có hình cái lông vũ đây ạ. 100k Y59. Em qua Y60 là cái con dao có cái bao phía bên ngoài là bằng vải. Thép là thép không dỉ Columbia. Cái phần tay cầm của nó đây. Đó, nhìn cũng rất là đẹp. Thì chiều dài tổng thể của dao này là nó được chiều dài tổng thể là 30. Phần lưỡi ở đây là được phần lưỡi là 18.2. Bản ngang qua là 3.5. Và độ dày ở đây là được 3.7 ly. Em bán con này 280 ạ. Y60 280. Em qua Y61 là một cây kéo cắt gà. Đó. Sapan. Thép là thép không dỉ, siêu bén luôn ạ. Đó. Lưỡi là nó có hai lưỡi, một lưỡi là răng cưa và một lưỡi trên đây. Đó. Lưỡi có răng cưa để mình giữ cái phần thịt, phần xương lại mình cắt nó không có bị chạy đi, rất là sắc. Cái này nó có một con ốc ở đây thì mình khi mình hai cái lưỡi mình lục rồi mình thì mình cũng có thể mài được ạ. Đó. Mở ra. Chiều dài cái phần chiều dài lưỡi kéo, chiều dài kéo ở đây là được 26. Và phần lưỡi ở đây là được 8,8 ạ. Mình cắt thịt gà luộc, gà sống hoặc là cắt cá mà xương to à. Em bán là 230. Y61 230. Em qua Y62 là một cái cây mài mài dao kéo đây. Cây này em mới lấy về đây ạ. À. Của Nhật, nó có cái giấy hướng dẫn hết đây. Có thể là mình mài kéo đây, phía trong kéo đây, kéo cắt cành, rồi cái phần lưỡi cưa, rồi cái phần cưa cành đây, cái cây cưa cành đó, dao, dao to, dao chặt đó, em thấy nó hình, rồi lưỡi rìu đó, một cái đầu, nó có một cái đầu này đó, kéo mình thấy ra, kéo vào rồi ở trên đây đây, thì mình chỉnh bằng cái này. Mình chỉnh cho nó nghiêng qua nó nghiêng qua trái qua phải đây tùy mình. Đó. Nó là lưỡi hợp kim. Đó. Như mình sẽ cho vào cái phần cái lưỡi này đi, như cái lưỡi kéo này nó lục thì mình sẽ đưa vào đây và mình liếc nó như vậy ạ. Đó. Đó mình mài đó. Mình mài thì cái lưỡi này nó sẽ sắc lên kiểu như vậy. Như cái này thì được. Như nhiều khi mình mài mình đâu có mài được trong ngóc mấy cây kéo mình mà mình không mở được à. Như kéo này thì mở được, còn có những cây kéo mình không có mở được con ốc của nó thì mình phải cho nó vào trong những cái ngóc ngách như vậy. Đó, để mình mài. Đó, kiểu như vậy. Rất là tiện luôn. Cái dạng mài này là mài ở trong những cái ngóc ngách đây đó. Và nó mài được, nhìn thấy có hình minh họa luôn, là cái lưỡi rìu luôn đây đó. Cái họ
đây. Để những cái vật dao kéo búa đây, những cái mà cái cây này mài được. Thì cái cây mài này em bán là 220 một cây. Còn mới luôn, chưa sử dụng. Đó. Cái hộp của nó đây. Cái này em mở ra để em cho các anh các chú mình xem kỹ hơn. À, chiều dài của nó ở đây là được 16 ạ. Thì em bán một cái cây mài dao kéo này là 220k một cây. Em qua Y63 ạ. Y63 ở đây thì em có là một cái cặp bào tử. Này là còn mới luôn, chưa sử dụng, của Happy Kid. Lưỡi của nó đây là lưỡi dạng răng. Đó, một cái là kiểu cầm như vậy và một cái là cái lưỡi cầm ngang cầm như vậy ạ. Nó hai cái cách cầm khác nhau. Răng thì là đều là dạng răng cưa hết. Bào cũ. Thì cái bào cũ này là em bán 180k một cặp. Y63 180k một cặp. Em qua Y64 là móc ạ. Ở đây thì em có 10 móc này, em bán là 50.000. Là Y64 ạ. Y65 thì móc kiểu như vậy. Cái này em cũng bán 50.000 10 móc. 55-50k. Em qua Y66. Ở đây thì em có làm hộp lưỡi câu đổi màu. Nó dài là 100m ạ. Nó loại 2.5. 2.5 thì dây của nó là khoảng là 0.265 ly. Nó câu được cá là 7,1 kg ạ. Dây đổi màu 3D đây. Em bán một cặp này thì 100k, Y65 100k. Combo hai hộp. Em qua Y66, Y66 là dây câu, Y67 ạ. Y67 là cái cán rìu, cán rìu này nó dài là 90cm. Tem mát là nó còn luôn, nó có dãy số ở trên đây. Đó. Cái này em bán là 400k Y67. Và em qua Y68. Y68 ở đây thì em có cái lưỡi rìu của Mỹ, Hickory. Nó có hai đầu ạ. Lưỡi rìu hai đầu, nó nặng là 1,5 kg. Thì chiều dài phần lưỡi rìu này là nó được 23,3. Phần lưỡi sử dụng ở đây thì nó được khoảng là 11,8. Cái này thì về các anh mình phải đục bỏ cái phần mà gỗ này đi ạ. Đó. Và mình niêm cái phần cán mà dành cho lưỡi rìu hai đầu vào ạ. Đây, Hickory, đó, nó có chữ các thông tin ở trên này hết. Cây này, cái lưỡi này thì em bán là 1,8 triệu ạ. Y68 1,8 triệu. Em qua là Y69. Y69 ở đây thì em có một cái ổ điện ạ. Cái ổ điện này thì cái dây của nó thì dài là tầm khoảng 4 đến 5 mét. Ổ điện này thì nó có 6 cái ổ cắm. Và nó có thêm mấy cái ổ cắm nhỏ này nữa ạ. Đó. Như mấy cái ổ cắm nhỏ này thì mình có thể mình sạc được đèn pin rồi đây ạ. Đó. Đây. Made in Japan, công suất là 3500W. Mình sử dụng là điện 220. Dạ, đó. Này nó có nút on off đây. Em bán là 350k Y69.
qua Y70. Y70 ở đây thì em có làm 5 cái cây mà để mình đục đây đó. 5 cái cây đục đều 5 size luôn ạ. À, mũi xéo, mũi bầu, rồi mũi nhọn, mũi tròn to, rồi mũi tròn nhỏ đây. Cái phần cây thì nó là bằng cái phần này thì nó là bằng nhựa, nó bằng nhựa. Phần lưỡi của nó đây, nó rất là sắc, còn mới luôn, của Nhật. Có cái hộp trong này luôn. Thì em bán cái này 100k, Y70 100k. Em qua Y71, một cặp cưa đó. Một cặp cưa này lưỡi còn rất là sắc nhọn luôn. Chiều dài của cưa thì nó được là 34, mà phần lưỡi cưa ở đây thì nó được là 19 năm. Em bán là 90k một cặp Y71. Em qua Y72 là cây dũa tam giác đó. Cây dũa này là của Rasman của Mỹ ạ. Này, Rasman ạ. Thì nó có chữ đây, Rasman của Mỹ. Thì chiều dài của nó ở đây là được, chiều dài tổng thể là 41 và chiều dài lưỡi là 30 ạ. Dũa tam giác ba cạnh, 80k một cây Y72. Em qua Y73 là một cái con dao phát khoang của Nhật. Tay cầm là bằng gỗ, thép là thép không dỉ, rất là sắc ạ. Chiều dài tổng thể của nó ở đây thì nó được là 39. Ủa, chiều dài tổng thể là được 49,8 luôn ạ. Đây, và phần lưỡi của nó đây, phần lưỡi ở đây là được 37,2, và bản ngang ở cái phần to là được 5 ạ. Nó thì cái độ dày của nó là khoảng 2 ly thôi ạ. Đây, nó khoảng 2 ly, 2 ly mấy. Em bán là 320k Y73 ạ. Em qua Y74. Ở đây thì em có là một cái cặp cưa. Em bán luôn một cặp cưa này là của Mỹ. Thì cái này đây nó có là được 3 nấc. Đây của Mỹ. Made in USA đây, đó, cưa sắt. Cặp cưa này, thì cái phần tay cầm đây, nó bị cấn nứt như vậy đây. Thì về các anh mình có thể mình quấn thêm dây vào mình sử dụng, mình cầm cho êm tay hơn là cái phần nhựa này nữa ha. Nó như cưa này là nó chỉ 6 cái phần tay cầm thôi đó, của Mỹ. Rồi một cái cây này nữa cũng là của Mỹ luôn đó, made in USA, cũng của Mỹ luôn, cũng có 3 nấc đây đó. Cái này thì cái phần tay cầm bằng nhựa là còn đẹp và không có bị nứt gì hết. Thì em bán cái combo này luôn là 500k thôi ạ. Các anh mua về mình dùng. Như cái phần màu đỏ này về mình quấn dây chỗ này là mình sử dụng thôi. Quấn dây, quấn giải mình cầm còn êm tay hơn là cái nhựa của nó nữa. Em bán cái combo cưa này là 500k. Em qua Y75 là cái cảo sơn ạ. Cảo sơn của Nhật. Đây, Nagoya. Đây, còn rất là đẹp luôn. Phía trong của nó đây, còn rất là đẹp. Cảo sơn xe máy, xe đạp. Đó, hình thức của nó đây, rất đẹp. Em bán cái này là 300k. Y75 300k. Em qua là Y76 ạ. Y76 cũng là cái cảo sơn luôn, của Nhật luôn. Đây. Japan. Đó, Japan. Cũng cảo sơn xe máy, xe đạp, còn rất là đẹp, hình thức rất là đẹp. Em bán cũng 300k. Y76 300k luôn. Em qua Y77, một cây thước nhôm nguyên khối của Mỹ ạ. Made in USA của Mỹ, đúc nguyên khối ạ. Đó, hình thức của nó thì
có bị trầy nhẹ thôi ạ, nó trầy nhẹ nhưng mà các số và vạch là còn rất là đẹp luôn. Đây nó từ 1 đến 6, cái nó để những cái góc gì đây, nó để những cái số trên đây đó. Số vạch là còn rất là rõ luôn. Thì cây thước của Mỹ bằng nhôm này thì em bán là 550k Y77. Em qua Y78 là cái bình nhớt ạ. Cái bình nhớt này cũng còn rất là đẹp luôn đây. Nó cái phần mà vòi đây còn rất là đẹp. Cái phần phía bên trong của nó đây. Đó. Rất là đẹp luôn. Cái bình này là em thấy là còn mới luôn ạ. Cái phần này là bằng nhựa ạ. Made in USA của Mỹ. Angle. Ở đây angle có hình con chim đây. Cái bình này thì cái dung tích của nó là tầm khoảng 250 ml ạ. 250 đến 300 thôi ạ. Nó gọn. Chiều cao của nó là được 11,5. Và cái vòi dài này thì nó được ở đây là khoảng 15 ạ. Đó. Cái bình này là em thấy còn mới luôn. 600k. Y78 600k. Em qua Y79. Y79 ở đây thì em có một cái dây bảo hộ. Cái nút đây. Dây bảo hộ này thì nó có là một cái đai, một cái móc, móc của Nhật. Đây. Móc là còn đẹp luôn. Hình thức thì cái này là còn đẹp, một móc. Và luôn cái giỏ đây, luôn cái túi để mình để đồ nghề luôn, bằng vải luôn, cũng còn mới luôn, nó còn ở trong cái túi như vậy luôn ạ. Thì cái túi này thì bằng vải, em đo chiều ngang qua đây thì được là 22 năm và chiều cao của cái túi là được 31 ạ. Chiều cao từ cái phần miệng túi tới cái phần đáy đây thì nó được là 22. Em bán cái combo này là 750k. Y79 750k. Em qua Y80 là cái kho nhiệt. Cái kho nhiệt này đây nó có chế độ đây là on off và chậm và nhanh đây ạ. Đó. Cái này thì mình dùng được điện 220. Đây. Điện là điện 220, công suất 2000W. Nóng, nhiệt độ nóng là từ 50 đến 550 độ ạ. Đó. Này em bán là 220 Y80 kho nhiệt. Để các anh các chú mình dán đề can đồ ạ, hoặc là mình làm những cái việc gì mà mình cần nóng hơn. Đó. Hình minh họa đây. Và em ở đây thì em có mấy cái bộ bánh xe, màu đỏ. Là một bộ của nó là gồm có hai cái bánh khóa và hai cái bánh xoay. Đó. Hai cái bánh xoay không khóa và có hai cái bánh khóa như vậy. Đó. Cái này thì em đo chiều cao của nó ở đây là được 10. Cái phần này thì nó được là 6 và qua đây thì nó được là 9 ạ. Đó. Và đường kính bánh thì nó được khoảng đường kính bánh qua là 6,5 và cái độ dày của bánh là 2,8 ạ. À. Em bán là 220 một cái bộ này là gồm có 4 bánh xoay và 2 bánh khóa. Bộ màu đỏ này là em bán 220k một bộ. Em qua bộ màu đen thì em có 4 bánh xe nhỏ. Đây. Cũng là 4 bánh xoay và 2 bánh khóa luôn. Đó, nó có bánh khóa như vậy. Cái này thì chiều cao ở đây thì nó được là 5,8 và cái đường kính bánh nó qua đây thì khoảng là
3,7 á. Cái này thì em đo ngang qua đây thì được là 6. Cái bảng này qua là được 4,2 đó. Cái bảng bánh xe qua thì nó được là 2 ạ. Thì cái bộ bánh xe đen này em bán là 130k. 4 bánh là gồm có 2 bánh khóa. 4 bánh đều xoay. Em qua một cái bình hoa bằng đồng. Đó. Nó có mộc chuyện ở dưới đây luôn, đó, bằng đồng. Cái bình này thì cái dòng bụng nó qua đây thì nó khoảng là 24 à. Đó. Đường kính miệng của nó qua là 8,5 và chiều cao là được chiều cao là khoảng là 12 ạ. Đó. Nó nặng là 2,2 kg thì cái bình bằng đồng này em bán là 400k ạ. À. Đây, kiểu như vậy. Họa tiết nó đây. Đó. 1.400k. Em tiếp qua thêm một cái bình hoa. Cái bình hoa này thì nó là cái họa tiết nó làm nổi lên luôn, đây chiếc lá làm nổi lên luôn. Nó nặng là 1,2 kg à, cũng bằng đồng luôn. Đó. Mộc chuyện của nó đây, nó có mộc chuyện và chữ nhật ở dưới đây. Đó. Hình thức thì cái phần mạ của nó là nó có bị trầy xước đây, nó lộ ra những cái vết đồng đây ạ. À. Những cái mạng đồng đây, nó lộ ra đồng của nó. Đó, hình những chiếc lá là họ làm nổi lên luôn. À, chiều cao là được chiều cao là được khoảng 21 ạ, chiều cao của bình. À, và đường kính miệng qua đây thì được là 7,7. Và cái bụng của cái bình nó qua là được khoảng là 10-13 đó. Bình hoa như vậy. Em bán cái bình này là 950k Y86. Em qua Y85 là cái cặp chân đèn đó. Cái cặp chân đèn màu bằng đồng ạ. Nó có là hình hoa sen, một cặp của nó hình hoa sen. Nó nặng là 800g. Chiều cao của nó ở đây là được 21,5. Chiều cao là 21,5. Đây. Em bán là 800k Y85 ạ, 800k. Vậy em qua Y87 thì ở đây em có một cái ly bằng đồng. Phía bên trong của nó thì nó bằng đồng đây, nó ở bãi nên phía trong nó như vậy. Còn ngoài phía ngoài đây nó màu vàng đồng, rất là đẹp luôn. À, chiều cao của nó ở đây là được 24,3. Và cái phần mà ở đường kính miệng ly qua là được 11,2. Cái phần này thì nó cao ở đây thì nó được khoảng là 7,2 đó, một cái ly bằng đồng. Em bán là 680k, nặng 700g. Cái ly Y87 ạ. À. Em qua Y88 là cái đồ song trầm ạ. À. Đây, song trầm nhỏ gọn phía trong đây. Cái này thì chiều cao tổng thể này thì nó khoảng là được 7,5 ạ. Và đường kính qua đây thì được khoảng là 5,3. Và cái phần chiều cao của cái phần song trầm này không thì nó được khoảng là 3,8. Đó. Có nắp đậy lại rất là gọn luôn. Bằng đồng. Cái này em bán là 400k, Y88 400k. Và em qua gậy người già bằng đồng luôn. Đây, phía dưới đây thì nó có nút cao su bằng đồng. Gậy là nặng được gần 700g, một đầu gồng.
Và đây thì em có một cặp ạ. Đó. Một cặp là một đầu rồng và một đầu phụng ạ. Đó. Thì một cây này thì em bán là 620k một cây. Cây gậy. Và chiều dài của gậy này là được 90 cm ạ. Và em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của em.